Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại lên sóng một cái giả lập màu phim dành cho các anh em đang sử dụng máy Fujifilm. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua cho các anh em về một cái giả lập có tên là Eterna. Có thể các anh em cũng nghe cái tên Eterna thì sẽ thấy rất là quen thuộc rồi, bởi vì là trên cái dòng máy Fujifilm này, đặc biệt là những chiếc như là chiếc XT3 ở đây, nó có một cái giả lập phim có sẵn đã có tên là Eterna. Tuy nhiên thì cái màu này mình theo như ý kiến của mình thì nó hơi bị nhạt. Mình cảm giác là dùng để quay phim thì đẹp nhưng mà để chụp ảnh thì nó sẽ không được sướng mắt cho lắm. Nên là cái giả lập phim Eterna của ngày hôm nay thì nó sẽ là một cái giả lập phim Eterna, nó có một chút cái tùy biến theo cái quan điểm của mình, cái ý thích của mình để cho được một cái màu nó có phần nó tươi hơn một chút để mình sử dụng trong nhu cầu chụp ảnh nó tốt hơn. Để bắt đầu thì mình sẽ bật máy lên nha. Anh em vào phần menu quy. Đầu tiên mình sẽ chỉnh cái giả lập phim có sẵn trên máy là sang chữ E, chính là cái Eterna có sẵn trên máy. Cái giả lập này thì như nhiều anh em chơi máy Fuji đã biết thì thường là được dùng để cho mục đích là quay phim. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chỉnh ra một cái giả lập màu để chuyên để chụp ảnh. Tiếp theo mình sẽ chuyển cái noise reduction này, mình sẽ chuyển sang -4. Về phần highlight tông thì mình sẽ tăng lên là +2. Shadow tông sẽ tăng lên cũng là +2. Color thì phần này mình sẽ cộng lên hẳn 4. Và phần sharpening, độ sắc nét mình sẽ tăng lên là +2. Nhìn qua thì các anh em có thể nhìn thấy là cái màu này mình đang đẩy những cái phần màu sắc mình lên khá là nhiều, khá là rực, và cái độ tương phản lên cao để mình bù trừ lại cho cái độ nhạt màu của cái giả lập Eternal có sẵn trên máy. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh cái white balance. Mình chỉnh white balance sang auto và mình sẽ di chuyển cái giá trị của nó sang là về cái màu red này mình sẽ tăng lên là 5 và blue mình sẽ giảm xuống là -6. Ok, thì về cơ bản thì nó đã xong được cái giả lập phim Eternal để chuyên chụp ảnh rồi. Thì cái giả lập này nó sẽ cho một cái màu nó giống với phim điện ảnh. Vì vậy thì có một cái điều rất rất là hay nữa mà nếu anh em tùy theo ý thích của anh em thôi, là nếu như mà mình muốn chụp được ra một cái bức ảnh nó đậm chất màu phim ảnh ấy, mình có thể mình thay đổi cái kích thước cái hình ảnh của mình lại một chút. Bình thường thì các anh em hay thực để là cái cỡ ảnh là 3x2, nhưng mà mình khuyên là với cái giả lập Eterna này ấy, thì mình sẽ chuyển sang là 16:9 để mình ra được một cái hình ảnh nó giống như là mình nhờ một đoạn cắt scene mình cáp lại từ một cái đoạn phim Hollywood ấy, nhìn rất hay. Đấy, nó sẽ có cái phần trên phần dưới nó cắt đi này, nhìn cái làm cái khung hình mình nó hẹp lại. Đó, những anh em nào mà theo đuổi cái thể loại nhiếp ảnh nhưng mà lại phong cách phim phim điện ảnh ấy thì cứ set như này sẽ ra một cái hình ảnh nhìn rất hay. Mình sẽ thử chụp cho anh em xem nha. Thì nó sẽ ra một cái màu, tức là về nhìn chung thì nó khá là trung tính về màu. Tuy nhiên nó có một cái gì đấy nó cảm giác nó hơi ám, nó nhìn nó rất là giống phim điện ảnh, nhìn hay, rất là hay luôn. Nên là nếu như mà anh em nào mà xét ra cái màu này xong rồi đi chụp kiểu đường phố ấy, hoặc là đi chụp chụp mẫu ấy, thì ra rất hay, nhìn cực kỳ độc đáo. Ok, thì đấy là cái giả lập phim Eterna ra màu phim điện ảnh để anh em có thể chỉnh sửa và vọc vạch trên máy Fujifilm. Ok, và đấy là cái hướng dẫn của mình để các anh em có thể chỉnh được ra cái giả lập phim mà mình vừa giới thiệu. Thì nếu như anh em nào cảm thấy những cái video hướng dẫn giả lập phim này hữu ích ấy, thì có thể để lại một like kèm một đăng ký và để lại cái thể loại ảnh mà anh em mong muốn có thể chỉnh ra cái giả lập màu phim ở phần dưới phần bình luận. Hoặc là nếu như anh em có những cái màu phim nào mà anh em quan tâm muốn có thể chỉnh được trên máy Fujifilm của mình ấy, thì cũng hãy để lại ở dưới phần bình luận nha, để mình có thể ra thêm những cái video hữu ích như thế này để cho anh em. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo của máy Anh Quân Đội nha. Xin chào và hẹn gặp lại.